Đứng gần Khai Thiên Nguyễn, không ai nghĩ Khởi My hơn đàn em những 9 tuổi. Cách nhau gần 10 tuổi, nhưng trong Khởi My chẳng khác bạn đồng lứa với Khai Thiên Nguyễn. Đang là hai sao nữ hot nhất nhì hiện nay của showbiz Việt, cả Khởi My và Khai Thiên Nguyễn đều khiến khán giả đứng ngồi không yên mỗi khi xuất hiện. Nếu như Khởi My gây ấn tượng bởi sự trẻ trung nhí nhảnh, khác xa tuổi, thì Khai Thiên Nguyễn lại có ngoại hình khá trưởng thành. Gặp nhau trong chương trình Alo, Alo, ai cũng ngỡ ngàng khi thấy Khởi My và Khai Thiên Nguyễn có sự chênh lệch tuổi tác, thậm chí nhiều hơn 9 tuổi, nhưng Khởi My trông không khác bạn cùng lứa với đàn em. Gặp nhau trong chương trình Alo, Alo, cả hai khiến khán giả phát cuồng vì độ dễ thương của mình, trông hai chị em như bạn cùng lứa. Sinh năm 1999, nhưng Khai Thi có vẻ ngoài khá trưởng thành, trong khi đó sinh năm 1990, Khởi My lại nhí nhảnh hết phần của đàn em. Ngoài đời, Khởi My cũng theo đuổi phong cách trẻ trung. Nhìn những bức ảnh của nữ ca sĩ lên trang cá nhân, khó nhận ra cô nàng đã 27 tuổi. Mái tóc bằng và tạo kiểu dễ thương càng khiến Khởi My hắc tuổi hơn. Tính cách trẻ con của Khởi My cũng là điều khiến cô nàng luôn là cô bé trong lòng người hâm mộ. Trong khi đó, dù mới 18 tuổi, Khai Thi lại đi theo phong cách trưởng thành và già dặn. Nữ diễn viên thường trang điểm theo phong cách phương Tây. Nếu không biết tuổi thật, nhiều người sẽ nghĩ Khai Thi Nguyễn phải trên 20 tuổi. Một ngàn lẻ một cách ứng xử khôn khéo của Hồ Ngọc Hà với bộ sưu tập 8 người tình. Hồ Ngọc Hà ngoài tài năng còn được mọi người biết đến với bộ sưu tập người tình khủng. Tuy nhiên, đối với mọi người, cô lại có cách ứng xử riêng. Hồ Ngọc Hà bước vào nghệ thuật từ năm 16 tuổi. Với lợi thế về ngoại hình nổi bật, vẻ đẹp sang trọng và được đánh giá là mỹ nhân trong giới showbiz, Hồ Ngọc Hà được mọi người biết đến là nữ hoàng giải trí. Ngoài ra, những gian tình sự của cô cũng gây ra xôn xao trong cộng đồng mạng. Nữ hoàng giải trí trải qua 8 cuộc tình, tốn nhiều giấy mật của báo chí. Nhưng có người cô công khai tình cảm, có người lại không lên tiếng phủ nhận hay khẳng định, biến trang tình sự đó thành ẩn số. Hà Hồ mệt mỏi khi câu chuyện người chồng năm 16 bị dẫn sai sự thật. Năm 16 tuổi, Hồ Ngọc Hà gây xôn xao với lời cưới với một đại gia phố cổ Hà Nội. Người chồng này của cô là đại gia Phạm Quang Huy, thường gọi tắt là Huy Quốc, con trai thứ của bà Phương Thị Anh Nga, một đại gia nhà đất làm ăn ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, không ai không kính nể. Theo báo, Hồ Ngọc Hà bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề khi câu chuyện người chồng năm 16 tuổi bị nói sai sự thật. Tôi đâu phải là sắt đá. Nếu nói những gì đang gây xôn xao ngoài kia không ảnh hưởng đến tôi thì tôi đâu còn là con người. Tôi đang mang trong mình đứa con đầu lòng và thực sự không thể tưởng tượng được những chuyện đó ảnh hưởng thế nào đến con mình. Hỏi bác sĩ, họ cũng không thể nói vì sợ tôi hoang mang. Cô tỏ lòng. Hồ Ngọc Hà chia sẻ, cô không thể tưởng tượng được người ta có thể dựng một câu chuyện quá sai sự thật. Tôi không nghĩ cô gái 16 tuổi như tôi có thể dựng lên một kịch bản và ép những người lớn răm rắp làm theo. Theo cô, quá đáng hơn là cả những đồn thổi về đứa con cô đang mang trong bụng. Với những hình ảnh bất lợi đến danh dự, gia đình Hồ Ngọc Hà quyết định lên tiếng, mong muốn khán giả nhìn nhận đúng bản chất sự thật. Hồ Ngọc Hà nhìn nhận, tôi hiểu báo chí cần khai thác tin nóng, đánh trúng sự tò mò của độc giả, nhưng không vì thế mà họ có quyền khai thác quá sâu vào đời tư người nghệ sĩ và còn thêm thắt nhiều chi tiết không đúng sự thật. Một khi có thông tin sai lệch, mặc nhiên nó ảnh hưởng đến cả quá trình làm nghề. Bao nhiêu năm qua, tôi hết mình lao động trong công việc để cuối cùng hình ảnh của mình bị bôi nhọ trong mắt khán giả như vậy sao? Để bảo vệ quyền lợi, danh dự của bản thân và gia đình, Hồ Ngọc Hà và người thân đã nhờ đến sự tư vấn của luật sư Nguyễn Minh Thuận, công ty hợp danh Sài Gòn Việt Nam, trụ sở thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Hồ Ngọc Hà và gia đình bày tỏ lời cảm ơn đến những độc giả và anh em nghệ sĩ đã hiểu được lý lẽ của sự thật, lên tiếng bảo vệ và động viên nữ ca sĩ suốt thời gian qua. Hồ Ngọc Hà im lặng trước tin đồn người tình. Tin đồn với nhạc sĩ Huy Tuấn là một trong những mối tình khiến khán giả không biết đâu là thật, đâu là giả, bởi không ai lên tiếng phủ nhận hay khẳng định. Theo nguồn tin của báo điện tử Gia đình Việt Nam, tin đồn dấy lên khi Hà Hồ từ người mẫu lấn sân sang con đường ca hát đã nhận được giúp đỡ nhiệt tình từ nhạc sĩ Huy Tuấn. Mặc dù vậy, không có thể phủ nhận giọng hát và phong cách biểu diễn Hồ Ngọc Hà tiến bộ hơn sau khi hợp tác với Huy Tuấn. Bên cạnh đó, gia đình nhạc sĩ chờ người nơi ấy gặp nhiều lục đục trong khoảng thời gian này khiến dư luận càng tin vào lời đồn. Sau khi tách ra làm việc với ekip mới, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhạc sĩ gốc Hà Nội. Năm 2014,
Hồ Ngọc Hà nhận lời mời làm khách mời biểu diễn trong chung kết Tuyệt Đỉnh Tranh Tài, chương trình do nhạc sĩ Huy Tuấn làm giám đốc âm nhạc. Không chỉ vui vẻ trò chuyện cùng nhau trong buổi tổng duyệt, Hồ Ngọc Hà còn lắng nghe những nhận xét góp ý của Huy Tuấn để tiết mục của mình trở nên ấn tượng và hấp dẫn hơn. Tiếp đó, theo như báo mới đưa tin, thì mối tình với Trần Lực vẫn luôn là một ẩn số trong lòng khán giả, bởi có nhiều luồng dư luận vây quanh trong khi cả hai đều không lên tiếng. Trong thời gian quay bộ phim Chiến dịch Trái tim bên phải, cũng đã có tin đồn tình cảm giữa Hà Hồ và đạo diễn Trần Lực. Nhận thấy ở Hồ Ngọc Hà có chút gì đó đáng yêu, có tố chất diễn và cả vì vẻ đẹp lạnh lùng, nên dường như vai cô giáo trong phim được Trần Lực viết ra để dành cho Hà Hồ. Vốn là đạo diễn kỹ tính, từng tuyên bố rằng không phải cứ đẹp cứ hot là được đóng phim với mình, nhưng sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà vốn không được đánh giá cao về diễn xuất vào thời điểm đó trên màn ảnh, khiến nhiều người bán tín bán nghi về mối quan hệ phía sau công việc. Công khai yêu ông bầu và Tuấn Hân. Cuộc tình gây nhiều tranh cãi nhất của Hà Hồ chắc hẳn là người chồng năm 16 tuổi, nhưng cuộc hôn nhân chợt đến rồi đi được giấu bẵng cho tới tận năm 2010. Mặc dù được công khai, nhưng mối quan hệ tình cảm thì không được nhắc đến. Người yêu được công khai đầu tiên với truyền thông phải nhắc tới nhạc sĩ Đức Trí. Sau khi rời tay Huy Tuấn, Hồ Ngọc Hà tiếp tục ký hợp đồng với công ty Music Fay của nhạc sĩ Đức Trí. Cô phát hành album Voi 2 và Em Đã Yêu, và chính thời điểm này đã công khai mối quan hệ tình cảm với ông bầu của mình. Giai đoạn gắn bó với Đức Trí, Hồ Ngọc Hà được đông đảo khán giả biết đến. Với hai bản hit là Đêm Nghe Tiếng Mưa và Em Đã Yêu, cặp đôi này còn được đồng nghiệp dự đoán sẽ làm nên chuyện nếu kết hợp lâu dài cùng nhau trong âm nhạc. Tuy nhiên, sau 2 năm tìm hiểu và yêu thương, Đức Trí và Hồ Ngọc Hà cũng chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều người. Bằng một thời gian dài không làm việc chung, năm 2013, Hồ Ngọc Hà được nhạc sĩ Đức Trí mời tham gia biểu diễn trong chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc để hát lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cả hai. Không dừng lại ở đó, năm 2014, Đức Trí được Hồ Ngọc Hà tin tưởng mời làm giám đốc âm nhạc cho album Vol 7 Mối Tình Xưa. Cặp đôi một thời làm việc khá ăn ý và cho ra mắt được một sản phẩm chất lượng có diện mạo âm nhạc khác biệt. Theo báo, trong bộ sưu tập Người Tình của Hồ Ngọc Hà, mối quan hệ của ca sĩ Trót Yêu Anh Rồi và Tuấn Hưng gây tranh cãi ồn ào nhất sau khi công khai. Bị mang tiếng là yêu người cũ bạn thân, diễn viên Thân Thúy Hà, Hồ Ngọc Hà và Tuấn Hưng còn xảy ra nhiều cuộc cãi vã nảy lửa do không tìm được tiếng nói chung với mối tình non trẻ. Sau khi tan vỡ, Hồ Ngọc Hà chia sẻ cuộc tình với Tuấn Hưng là nhảm nhí do Tuấn Hưng quá kỹ tính và hay đôi co. Câu nói "đôi khi tôi khinh thường đàn ông của cô" là dành cho Tuấn Hưng đã làm cô khốn đốn với bú rìu dư luận trong một thời gian sau khi trả lời trên báo về chủ đề đàn ông. Nhưng bên cạnh những luồng dư luận không tốt dội về, thì chính scandal này đã khiến cô nổi như cồn. Ngoài ra, cô cũng phớt lờ, không tha thứ khi Tuấn Hưng sáng tác riêng ca khúc Vẫn Nhớ Hai để dành tặng cho cô. Tưởng rằng sẽ cắt đứt mối quan hệ mãi mãi, song đến năm 2010, Hồ Ngọc Hà đã bỏ qua lùm xùm trong quá khứ để mời Tuấn Hưng hát chung ca khúc Yêu Thương Mong Manh trong tour Hồ Ngọc Hà Tìm Lại Giấc Mơ. Không chỉ biểu diễn ăn ý, Hồ Ngọc Hà Tuấn Hưng còn thể hiện nhiều hành động tình cảm gần gũi trước hàng nghìn khán giả. Người đàn ông Hà Hồ nhắc đến nhiều nhất trong trang tình sử. Có lẽ trong những mối tình của Hồ Ngọc Hà thì doanh nhân Quốc Cường, Cường Đô La đã để lại dấu ấn nhiều nhất, bởi họ còn có một đứa con và thời gian dài chung sống kề vai sát cánh trong mọi hoạt động. Khi Hà Hồ lui về hậu trường sinh con cho Cường Đô La và hóa giải mâu thuẫn với mẹ của Quốc Cường, dư luận từng tin rằng đây sẽ là bến đỗ cuối cùng của quý cô nhiều thị phi trong showbiz, nhưng rốt cuộc họ vẫn đối diện với đổ vỡ. Cả Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đều chưa chính thức lên tiếng về nguyên nhân đường ai nấy đi, nhưng họ đã nhiều lần đáng tiếng về cuộc chia tay tốn giấy mật của truyền thông nhất. Mặc dù vậy, cả hai vẫn luôn luôn xuất hiện cùng nhau trong những ngày đặc biệt. Cường Đô La trong lúc mặn nồng với Hạ Vi vẫn chia sẻ trên báo rằng nếu có cơ hội được lựa chọn lại cuộc đời, Cường sẽ không để mất người ấy. Khi nói về chồng cũ, Hà Hồ vẫn luôn coi Quốc Cường là bạn. Phương Trinh Julie chảy lòng chuyện yêu chung đại gia với đàn chị. Phương Trinh Julie tiết lộ đã chia tay bạn trai ngay khi biết người yêu có mối quan hệ tình cảm với diễn viên Nguyệt Ánh. Câu chuyện người thứ ba luôn là đề tài được quan tâm trong làng giải trí. Cách đây 7 năm, ca sĩ diễn viên Phương Trinh Julie từng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi thừa nhận là người xen giữa cuộc tình của đàn chị là diễn viên Nguyệt Ánh với bạn trai đại gia. Do quá thẳng thắn tiết lộ chuyện đời tư, Phương Trinh Julie đã nhận được không ít lời dị nghị của người trong giới lẫn khán giả.
Thậm chí thời điểm đó, cô còn bị gắn mác là người đẹp cướp bạn trai của đồng nghiệp. Bẵng đi một thời gian tập trung phát triển sự nghiệp và né tránh mọi scandal, mới đây, Phương Trinh Julie đã có những chia sẻ thẳng thắn về ồn ào trong quá khứ. Khi được hỏi về chuyện yêu đương thời mới chập chững vào showbiz, Phương Trinh Julie cho biết, thực sự tôi không muốn đào sâu chuyện tình cảm quá khứ, vì nó cũng đã qua lâu rồi và chị Nguyệt Ánh bây giờ cũng đang có hạnh phúc riêng. Nhưng gần đây mọi người hỏi lại chuyện ngày xưa, tôi xin chia sẻ rằng tôi và chị Nguyệt Ánh từng yêu chung một người đàn ông. Anh ấy yêu chị Nguyệt Ánh, nhưng vẫn làm quen với tôi, thậm chí ngay cả khi tôi hỏi anh ta vẫn khẳng định chưa có người yêu. Vô tình một lần tôi và bạn trai đi ốc lề đường, chị Nguyệt Ánh bắt gặp được rồi tôi mới biết người yêu bắt cá hai tay. Thú thật lúc đó tôi rất sốc vì cuộc đời mình chưa bao giờ vướng vào trường hợp đó và mọi thứ trở nên căng thẳng hơn khi lại đụng đàn chị trong nghề nữa. Cuối cùng tôi quyết định chia tay vì dù sao mình cũng là người đến sau. Nhưng sự việc đó cả tôi và chị Nguyệt Ánh đều không có lỗi. Lỗi là do người đàn ông quá tham lam mà thôi. Về mối quan hệ sau ồn ào với Nguyệt Ánh, Phương Trinh Julie tiết lộ, cách cư xử ngày xưa của tôi không được chín chắn, lời lẽ chia sẻ với báo chí cũng không được rõ ràng, tinh tế, nên vô tình tạo sự hiềm khích ngầm với chị Nguyệt Ánh. Nhưng trải qua thời gian trưởng thành và ai cũng có mối quan hệ mới, tôi vẫn sẽ cúi chào chị Nguyệt Ánh khi gặp chị ở sự kiện, ai nói tôi thảo mai cũng được, nhưng việc đó là thể hiện thái độ đúng mực, vì trong giới Nguyệt Ánh là đàn chị của tôi. Với quan điểm cá nhân về người thứ ba đáng thương hay đáng trách, giọng ca cứ thế mong chờ thẳng thắn nói, ba mẹ tôi từng ly dị vì một người phụ nữ khác, nhưng tôi không hề giận gì ghẻ của mình, tình yêu là cái gì đó rất khó giải thích. Giả sử giờ tôi đang yêu, có người thứ ba xen vào mối quan hệ của mình thì tôi cũng không trách. Quan trọng là sự lựa chọn của người trong cuộc, nếu mình vẫn thương mà người ta không yêu mình nữa thì giữ làm gì?